hàng loạt tuyến đường ở cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra ùn tắc nghiêm trọng do lượng xe đổ về rất lớn. Từ khoảng 6 giờ sáng, các tuyến đường dẫn vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài. Hàng nghìn phương tiện ô tô, xe máy nối đuôi nhau nhích từng mét. Đến trưa cùng ngày, giao thông tại khu vực này vẫn rất khó khăn. Tại các giao lộ đều có lực lượng cảnh sát giao thông túc trực để điều tiết. Tuy nhiên, do lượng phương tiện tiếp tục dồn về đông nên việc di chuyển khá chậm.